bạn, thì hiện tại Nhật Ánh đang có mặt tại Bà Rịa Vũng Tàu. Và đây là một cái nơi mà Thảo Luân Home đã thiết kế cũng như là xây dựng rất là nhiều công trình ở đây rồi. Và ngày hôm nay thì Nhật Ánh muốn giới thiệu đến quý vị một công trình cũng khá là đặc biệt. Khác với những công trình nhà ở khác thì đây là một mô hình nhà ở kết hợp cùng với cửa hàng kinh doanh được Thảo Luân Home trực tiếp thiết kế và thi công trọn gói cho gia đình anh Hiệp tại Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau khám phá công trình đặc biệt này nha. Mến thì như Nhật Ánh chia sẻ thì đây sẽ là mô hình nhà ở kết hợp cùng với cửa hàng kinh doanh. Thì phần cửa hàng kinh doanh sẽ là ở phía trước Nhật Ánh đây, sẽ có một cái diện tích là khoảng 100m2. Và Nhật Ánh đang có mặt tại khu vực nhà ở. Thì không gian đầu tiên mà Nhật Ánh muốn giới thiệu đến quý vị đó chính là không gian phòng khách với diện tích là khoảng 22m2. Tại khu vực phòng khách này sẽ được liên kết với một khu vực sảnh phụ. Thì chúng tôi sử dụng cho toàn bộ ngôi nhà của anh Hiệp là chất liệu nhôm sinh pha kính cường lực cho các ô cửa sổ cho đến các khu vực cửa chính và cửa phụ. Thì đây sẽ là một cái không gian mà để đón một cái nguồn gió, một cái nguồn ánh sáng rất là tốt vào bên trong khu vực phòng khách này. Và không gian bên phải Nhật Ánh đây sẽ là không gian khu vực phòng bếp, cũng có một cái diện tích là khoảng 22m2. Tại đây thì Thảo Luân Home thiết kế một cái hệ bếp chữ L nè, ôm sát tường nè. Phần mặt bếp này được dùng bằng đá rất là cứng cáp nè. Và như chúng ta có thể thấy là phần phía trên và cả phần phía dưới này cũng được lắp đặt những cái ô tủ rất là nhiều, những ô tủ như thế này để mà các thành viên chúng ta có thể đựng những cái vật dụng nhà bếp rất là tiện lợi. Ngoài ra thì anh Hiệp còn trang bị cho khu vực phòng bếp này rất là nhiều những cái thiết bị rất là hiện đại, như có một cái máy rửa chén ở đây nè, có cả một cái bếp nướng nè, và có cả phần hút mùi ở đây sẽ mang lại cho cái khu vực phòng bếp này hạn chế cái việc mà bị bí bách trong quá trình mà chúng ta nấu nướng. Thì cái khu vực phòng ăn này thì gia đình mình đặt một cái bộ bàn ăn khoảng 6 người. Thì đây là nơi mà các thành viên chúng ta sẽ ăn uống sinh hoạt ở đây. Và cái không gian phía bên cạnh này sẽ là khu vực để mà đặt máy giặt và giặt phơi nè. Và sẽ có thêm một cái nhà vệ sinh chung ở đây nữa. Chuyển sang không gian tiếp theo chính là khu vực mà để các thành viên trong gia đình chúng ta nghỉ ngơi. Đầu tiên là phòng ngủ số 1 này. Thì khu vực phòng ngủ này sẽ có một cái diện tích là khoảng 17m2. Đây là một cái diện tích cũng khá là rộng lớn. Và một cái điểm rất là đặc biệt của phòng ngủ này là sẽ có một cái nhà vệ sinh khép kín nằm ngay bên trong phòng. Thì nhà vệ sinh mà Thảo Luân Home thiết kế sẽ đảm bảo những cái yêu cầu về an toàn nè. Đầu tiên á, là phần sàn sẽ được lát gạch chống trượt và được ốp gạch lên đến trần, thì trong nhà vệ sinh sẽ rất là sạch sẽ. Và ngoài ra cũng sẽ được lắp đặt những cái thiết bị vệ sinh rất là cần thiết như là bồn vệ sinh nè, bồn rửa tay nè và cả vòi tắm nữa. Quý vị thân mến, vừa rồi là không gian phòng ngủ số 1, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tham quan phòng ngủ số 2. Đây là phòng ngủ với một cái diện tích là khoảng 20m2. Thì theo chia sẻ thì đây sẽ là phòng ngủ mà hai vợ chồng gia chủ sẽ nghỉ ngơi và sinh hoạt tại đây. Cũng như là khu vực phòng ngủ sẽ được thiết kế một cái ô cửa sổ rất là lớn ở đây, để mà căn phòng lúc nào cũng trong một cái không gian rất là thoáng đãng và sẽ có rất là nhiều ánh sáng tự nhiên. Và một điểm cũng rất là đặc biệt của khu vực phòng ngủ này đó chính là chúng tôi thiết kế một nhà vệ sinh khép kín nằm ngay bên trong phòng. Và chia sẻ thêm đến quý vị là toàn bộ ngôi nhà từ phần cửa hàng kinh doanh nè cho đến phần nhà ở nè thì chúng tôi sử dụng là trần thạch cao giật cấp kết hợp cùng với hệ thống đèn led âm trần rất là tiện lợi. Và hệ thống đèn led âm trần này sẽ giúp chiếu sáng và mang lại nguồn ánh sáng cho toàn bộ ngôi nhà. Quý vị thân mến, vừa rồi chính là không gian, một mô hình rất đặc biệt do Thảo Luân Home trực tiếp thiết kế và thi công trọn gói cho gia đình anh Hiệp. Một mô hình cửa hàng kinh doanh kết hợp cùng với nhà ở, một xu hướng được lựa chọn của rất nhiều gia chủ hiện nay. Thì video của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video kế tiếp.